Xin chào cả nhà. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người phương pháp vẽ cái bức tranh này. Đó, bằng sơn acrylic. Kỹ thuật vẽ thì nó rất đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng bốn cái loại bút này. Đó, sau đây mình sẽ chia sẻ toàn bộ những cái kiến thức và kỹ năng mà mình có được cho mọi người để mọi người có thể vẽ được một cái bức tranh như thế này trong khoảng thời gian hơn một giờ. Trước tiên mình sẽ sử dụng màu lâu này. Mình sử dụng màu lâu này vào cái bút này để mình phác thảo qua cái hình của cái bức tranh này. Chấm một chút nước vào cái bút này nhá. Đây cái thân cây. Ok, vậy là mình đã có được cái bố cục tổng thể của bức tranh. Sau đây là mình sẽ vẽ màu. Mình sẽ sử dụng màu trắng này nhá. Màu trắng này. Bút này. Tô hết những cái phần trống này nhá. Mình sẽ tô hết những cái phần trống. Sau khi tô xong nền trắng, bây giờ mình sẽ tô nền trời. Thì mình sẽ sử dụng cái màu xanh này, vẫn là cái bút này, mình sẽ gạt một lớp màu. Đó. Ok, như vậy là mình đã giải quyết xong phần nền trời và phần bụi cây ở phía xa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ những cái phần ở gần. Đó chính là phần bãi cỏ ở gần này. Và cái thân cây này, thân cây chính này. Đó, nhá. Nhưng mà trước tiên ấy, thì là lưu ý là cái phần cây ở đằng xa này ấy, thì là mình hiện tại là mới chỉ có lớp nền. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút này, mình sẽ chấm cái lá cây màu trắng
đè lên trên này để tạo một cái hiệu ứng lá cây cho một cho những cái lùm cây ở phía xa này. Đây màu trắng nha. Mọi người lưu ý cái phần lấy màu nhé. Lấy màu ấy thì là mình sẽ dùng cái bút này, mình gạt một lớp mỏng ở cái bay này. Đây, sao cho sơn nó đọng ở trên đầu bút này. Mọi người thấy không? Sơn đọng ở trên đầu bút này. Đó, xong bây giờ mình chấm nhá. Đây, tiếp tục lấy sơn này. Ok xong, bây giờ thì mình sẽ rửa cái bút này để mình vẽ thân cây vào cái phần này. Cái phần ranh giới này thì mình sẽ chấm màu nhá, chấm màu để cho nó tạo cái độ tự nhiên. Đó. Ok xong, bây giờ mình sẽ sử dụng màu đen này để vẽ thân cây, vẽ cái phần thân cây này. Đấy.
Ok, như vậy là mình đã làm xong cái phần nền này. Thì cái sơn acrylic này nó sẽ khô trong khoảng thời gian từ 30 phút cho đến 2 tiếng tùy theo thời tiết, trời ẩm hay là trời khô. Đấy thì sau khi vẽ xong phần nền này thì mình sẽ chờ đợi trong khoảng 30 phút. Sau đó khi mà bề mặt sơn đã khô rồi thì mình sẽ vẽ tiếp. Ok, vậy là mình đã chờ trong khoảng tầm 30 phút. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn cho nó nhanh khô ấy thì chúng ta có thể dùng máy sấy. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ vẽ cái phần mặt nước này. Đấy, sẽ gẩy sóng nước. Gẩy sóng nước thì mình sẽ sử dụng cái cây bút nhỏ này này. Đó, mọi người thấy không? Xong mình chấm vào sơn trắng này. Đó, đây, mình chấm cho mọi người xem nhé. Sau đó mình sẽ gạt. Có thể dùng tay gì. Lưu ý cái đường này nó phải thật thẳng nhá. Nó phải song song với mặt đất. Việc tiếp theo bây giờ là mình sẽ vẽ những cái lùm cây này trước. Mình sẽ vẽ những chấm những cái lá ở đây. Đó, mình sẽ chấm lá cho những cái lùm cây này, xung quanh này. Đấy, thì cái chấm lá này nó rất là đơn giản. Mình sử dụng cái loại bút nhỏ này. Tỷ lệ đấy nha, nó tương đương ngón tay của mình nhá. Và mình chấm trực tiếp vào cái sơn vàng này. Màu này là màu vàng tranh. Đấy. Chấm thì mình cũng gạt màu như là vừa nãy. Mình gạt màu vào một bề mặt của bút này. Mặt này không có, mặt trên này có này. Sau đó mình đưa vào mình chấm này. Cái toan này căng hơi trùng nên là nó chấm nó hơi bị phòng phành. Đó, tiếp tục lấy màu này. Chấm sao cho nó đọng cái lớp sơn ở phía trên của bút nhá.
Ok, như vậy là mình đã làm xong những cái phần lá cây ở phía gần. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đắp cái thân cây này. Và mình sẽ dùng cái bay này để mình đắp. Mình sẽ đắp cái thân cây này để nhìn cảm giác như nó nổi ra ngoài. Đó, thì cái kỹ thuật đắp này nó cũng rất là đơn giản. Mình cũng lấy màu giống như là lấy màu vừa nãy. Mình lấy màu vào cái bay này. Mình lấy sao cho màu nó đọng đọng vào một bên bay này nhé. Đó, nó đọng vào một bên bay này. Sau đó mình sẽ gạt, gạt sang. Rất dễ. Chỉ thế vẫn này thôi. Ok. Rất là dễ. Người gạt vừa gãy như thế này. Để nhìn nó thành hình thành những cái mạch gỗ này thì mình gảy sứt xước xuống này. Đó. Thằng hơi gạt gạt ở phía trong như thế này. Mình hơi gạt gạt này. Đây là một cái rễ cây. Này thì mình cũng gạt thêm một đường vào đây nữa, coi như là một cái rễ cây mọc ra đây, rễ này nó đâm nhánh ra đây. Và mình cũng áp dụng như vậy cho những cái cành cây nhé. Đây, như vậy là mình đã có được một cái lớp lót thứ nhất, lớp lót nền của cái thân cây này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gảy thêm một cái lớp sáng thứ hai. Thì mình sử dụng cái màu lâu đất này nhá. Mã màu là 029 sơn acrylic. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lấy màu này. Cũng lấy màu bằng phương pháp gạt bay cho nó đọng màu một bên này. Đó, mọi người thấy không? Cái bay mình lấy này, nó đọng màu một bên này. Sau đó mình gảy vào này. Gảy này. Mình vừa kéo xuống và mình hơi gạt vào phía này nhé. Hơi gạt bay vào trong phía này. Đó, vừa kết hợp kéo, vừa kết hợp gạt bay nhé.
Ok, vậy là mình đã đắp cơ bản xong cái phần nền của cây này. Tiếp đến thì mình sẽ đắp thêm một phần gầy sáng nữa để tạo ra một cái khối cho cái thân cây này. Và mọi người lưu ý này, cái phần rạnh cạnh ngoài thì mình sẽ sử dụng một ít màu xanh như thế này để mình đưa vào đây để tạo thành một cái bóng phản quang. Phản quang nó hắt vào cái thân cây này để tạo lên được một cái hình khối, hình trụ cho cái cây nhá. Thì mình sẽ sử dụng màu xanh mình gạt từ bên này, gạt sang. Có thể dùng bút hoặc dùng bay cũng được nhá. Có thể dùng bút hoặc dùng bay để tạo phần phản quang này. Thì cái này mình dùng bút cho nhanh. Đây. Chấm thêm mấy trắng nữa này. Chấm thêm mấy trắng này. Ok. Đó, như vậy là cái cây này nó đã có bóng phản quang hắt ngược sang nhé. Đây này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gảy sáng nữa cho cái cây này. Thì cái lần gảy sáng cuối này thì mình sẽ sử dụng màu vàng chanh kết hợp với màu trắng để gảy sáng tiếp cho cái phần thân cây này, phía ngoài bắt nắng này, bắt sáng này. Đó, thì bây giờ cái này mình sẽ phải pha hai cái với nhau, mình sẽ dùng bay mình trộn lại. Này. Và đây. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ gảy sáng này. Ok, vậy là mình đã đắp xong cái thân cây này. Đấy. Bây giờ mình sẽ vẽ lá cho cái cây này nhé. Vẽ lá thì mình sẽ tiếp tục dùng cái màu xanh này. Đó, để mình chấm. Tiếp tục dùng cái màu xanh này để mình chấm tán lá cho cái cây này. Mà hay là vẽ lá này mình sẽ dùng bay. Đó, bây giờ vẽ lá thì mình sẽ sử dụng cái bay này và mình sẽ gảy tán lá bằng chính cái bay này mình đắp. Mình sẽ dùng cái bay mình đắp nhá. Lấy màu này. Đắp lá này.
Để đập được cái lá đẹp thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái bí quyết này nhé. Cái bay này mình muốn đập lá tự nhiên nên mình dùng cái màu này, mình đặt vào đây này. Xong mình đập 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 đập. Đó thì nó sẽ tạo được cái những cái hiệu ứng như này trên này, cái material trên cái bay này. Rồi mình chấm vào nhìn nó rất tự nhiên, mình thử nhé. Đấy, mọi người thấy không? Mọi người thấy là cái chỗ này nó khác hẳn trên này không? Đấy, bởi vì mình đã đập đập vào đây như thế này. Đó, tiếp tục này. Tiếp tục này. Ok, vậy là mình đã chấm cơ bản xong cái nền tán lá. Lát nữa thì mình sẽ gảy sáng vào cái nền này để cái tán lá này nhìn nó tự nhiên. Chứ hiện tại bây giờ nó đang chỉ có một lớp nền nên nhìn nó đang là phẳng, nó thuộc dạng 2D. Đấy, nhưng mà muốn cái lá này đẹp thì hiện tại bây giờ mình chưa thể đắp tiếp cái lớp màu sáng vào được, bởi vì phải chờ cho lớp sơn này nó se bề mặt đi đã. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vẽ cái phần dưới này. Đấy, mình sẽ tạo những cái tự nhiên như là gành đá hay là lối đi con đường hay là những cái bãi đất gì đó nó tự nhiên để bức tranh nó tự nhiên và sinh động nhé. Mình dùng cái bút to này chấm vào màu nâu này. Mình sử dụng cái bay này nhá, xong lấy màu nâu này. Màu này hơi khô. Đây, lấy màu nâu. Đặt vào gầy này. Đấy, tạo ra một cái nền đất. Nó sẽ giống như một cái nền đất. Tiếp tục mình sẽ lấy cái màu này. Đây. Đấy, màu này xong là mình sẽ cho vào đây. Tiếp tục mình gạt này để cho nó tạo hiệu ứng tự nhiên này nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút này kết hợp với màu bằng tranh để mình chấm những cái lần cỏ ở đây để nhìn trông cho nó được tự nhiên. Bởi vì trên mặt đất, mặt đường thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái bụi cỏ mọc đan xen nhau mà. Đó thì bây giờ mình sẽ chấm bổ sung nhé. Mọi người nhìn bút này, lấy màu này. Đó nhé.
Ok, đấy về cơ bản thì mình đã giải quyết được cái phần cỏ trên mặt đường. Bây giờ thì cái sơn trên này nó cũng se se bề mặt rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đập lá cây ở trên này nhé. Mình sẽ sử dụng cái màu vàng chanh này. Đó, để mình đập vào đây. Thì cái phương pháp đập cây thì cũng phải dập dập cái bay này vào đây này. Đây này, dập dập vào đây để cái bay này nó, để cái sơn nó đọng ở trên bay theo như hình như thế này. Đó, theo cái hiệu ứng như thế này. Sau đó mình đập lá cây này. Đó. À, ok, nhưng bây giờ hiện tại là cái cây này nhìn cảm giác cành nó đang bị cái phần lá của lãnh mình đập che rồi. Thì bây giờ mình sẽ cần phải vẽ bổ sung cành cho cái cây này. Đấy, thì cái phương pháp vẽ của mình cũng sẽ vẽ cành bằng bay chứ mình không sử dụng bút. Thì đây, sau đây mình sẽ điểm thêm cành cho nó nhé. Vẫn là lấy màu màu đen này. Mình lấy là màu đây này. Mình chỉ cần gạt màu, mình đặt bút, đặt bay vào là nó tự bắt màu. Mình chỉ cần gạt màu là, sau đó mình đặt bay vào là nó sẽ tự dính màu nhá. Này, ví dụ này. Thank you.
Về cơ bản thì bức tranh này đã gần như là hoàn thiện. Tuy nhiên là mình muốn thêm một số chi tiết vào để cho nó tự nhiên. Ví dụ như là cả một cái khu vực như thế này mà lại chỉ có một cái cây lớn này mọc lên thì nó hơi vô lý. Ít nhất nó sẽ phải có thêm một vài cái cây nhỏ nữa và một vài cái bụi cỏ lúp xúp. Nó sẽ có một vài cái thân cây khác nó mọc lên. Đấy thì nhìn nó mới tự nhiên. Thì bây giờ mình sẽ vẽ thêm thân cây. Đây. Mình sẽ vẽ thêm một cây mọc từ đây lên. Ok. Bây giờ mình sẽ gảy sáng cho những cây nhỏ mình vừa vẽ, dùng màu nâu này. Sau đó là mình tiếp tục là mình dùng cái màu vàng đất nhé, mình lấy sáng tiếp này. Ok.
Như vậy là mình đã gần như hoàn thành cái bức tranh này đó, nhưng mà tuy nhiên ấy thì mình vẫn muốn đẩy sâu thêm một chút nữa. Ví dụ như những cái phần cỏ này thì hiện tại mọi người để ý sẽ thấy là màu sắc nó hơi đều 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 như nhau. Nếu như nhìn vào đây thì mình sẽ không thể biết được là ánh sáng từ hướng nào đến. Chính vì vậy bây giờ mình sẽ đẩy sâu thêm cái bức tranh này nữa để bức tranh nó sẽ có chiều sâu hơn, bằng cách là mình sẽ nhấn sáng vào đây. Thì cái phần những cái tán cỏ này mình sẽ sử dụng màu bằng tranh kết hợp với màu trắng để cho nó bật cái tông sáng lên, để khi người ta nhìn vào bức tranh nhận thấy được rằng là ánh sáng nó từ bên này nó hắt vào đó. Thì bây giờ mình sẽ xử lý cái vấn đề đấy luôn. Thì mình sẽ dùng cái bút này để chấm màu. Màu trắng này. Màu vàng chanh này. Bây giờ mình sẽ trộn hai loại với nhau. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái bút này để mình lấy màu mình chấm nha. Thank you.
tiếp tục ở cái phần trên này cũng vậy. Hiện tại nó mới chỉ có cái màu vàng chanh là cái màu sáng nhất ở trên tán cây này. Thì bây giờ mình muốn đẩy cho cái tán cây nó hình khối nó nổi bật lên nữa, thì mình sẽ đưa thêm màu vàng chanh pha trắng, chính là màu mình vừa chấm ở đây, lên trên này, để cái tán cây này nhìn nó tự nhiên hơn và nó có hướng của ánh sáng. Trên này thì mình dùng bay. Như vậy là bức tranh nhìn đã tự nhiên hơn trước, bởi vì là khi mình đẩy sáng thêm ấy thì cái hướng ánh sáng nó sẽ bắt đầu là nó sẽ dễ hình dung ra hơn. Mọi người có thể thấy bây giờ nhìn vào bức tranh này có thể thấy được rằng là ánh sáng nó chiếu từ bên này vào và bức tranh nó cũng sẽ có chiều sâu. Đó, bụi cây đằng xa này, bụi cây gần này, hồ nước này, hồ nước và gần đây là các thân cây này, rồi là con đường này. Và cái đối tượng chính ở trong thân cây này, đối tượng chính trong bức tranh này chính là cái thân cây này. Thân cây này chính là cái đối tượng chính để làm nổi bật bức tranh. Đó, thì bây giờ còn một vấn đề nữa, đó là những cái cây này. Mọi người thấy không, nó sẽ chưa được nổi bật bởi vì là mình chưa đẩy sáng cho nó. Đây, bây giờ mình cần phải đẩy sáng cho những cái thân này. Nó sáng như thế này này. Mình sẽ dùng cái bút này nhé, chấm trực tiếp vào cái màu mình vừa đập lá này để đẩy sáng cho cây. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong một cái bức tranh vẽ về thân cây, hồ nước và những cái kỹ thuật chấm đá cây mà mình đã rút ra được trong cái quá trình vẽ tranh rất là lâu dài rồi, cũng phải hơn chục năm rồi. Thì có những cái kỹ thuật như vậy mình đã chia sẻ với mọi người và mọi người làm thử. Nếu mà có cái vấn đề gì thắc mắc thì hãy comment ở dưới, mình sẽ giải đáp cụ thể.